Tiến ơi, CKB có ý nghĩa là gì vậy anh? CKB tức là tên một cái khóa học của bên Anh. Thì cái chữ C có nghĩa là chiến lược. Đấy, ví dụ nó có nhiều chiến lược, nhưng ví dụ anh một cái chiến lược là anh muốn nhân 3 lần trong vòng 5 năm chẳng hạn. Đấy, thì chiến lược của anh là đầu tư Vendo. Đấy, cái khu vực anh lựa chọn chẳng hạn. Thì ví dụ như anh nhắm một cái khu vực mà nó cách trung tâm một cái khoảng cách di chuyển khoảng độ tầm 15-20 phút và nó có cái tiềm năng tăng giá mạnh. Đấy, so với trung tâm thì nó có thể trung tâm của một cái tỉnh hoặc một thành phố. Thế còn cái bất động sản là cái chữ B. Đấy, có nghĩa là anh đi tìm cái lô đất mà nó phù hợp với cái tiêu chí mà anh đặt ra. Đấy, thì CKB có nghĩa là một là chiến lược, hai là khu vực, đấy, và ba là bất động sản. Thì trong ba cái từ khóa đấy thì cái sai lầm, ví dụ một số người ta lại làm từ cái chữ B trước, tức là người ta mua cái mảnh đất, đấy, sau đó người ta mới đặt câu hỏi là bây giờ nên làm gì với cái mảnh đất này, bây giờ tôi nên là xây bán hay là xây cho thuê, đấy, kiểu như vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra cho em là CKB áp dụng vào trong trường hợp của em thì sẽ là như thế nào?